Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Trong video buổi tối ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng 12 thì cửa hàng Xuân Đỉnh lại tiếp tục về được những cặp loa cũng như những chiếc âm ly hàng bãi để phục vụ cho các bác mua sắm và phối ghép về những bộ âm thanh của nhà mình. Và hôm nay thì Xuân Đỉnh về được hai cặp loa bãi Nhật, một cặp Pioneer CS45 hàng tuyển chọn xuất sắc và một cặp Technic SB8. Model này cũng khá là hiếm, bass 33. Nhiều người thì hay gọi là dòng loa bass cạn, mà tiếng dòng này thì cực kỳ là hay và đánh rất là căng, bass rất là lực, tép thì rất là sáng. Đấy là đặc trưng riêng của dòng Technic có sử dụng là bass cạn, tép đĩa. Và về thêm 3 chiếc âm ly Sensui 607X đàn em của XDCAT hồi gỗ chỉ vàng và một chiếc đầu CD. Đầu CD thì Xuân Đỉnh luôn lựa chọn cho các bác là những chiếc đầu mà có cái mắt nó phải dễ thay. Còn đâu là nó hay hay không thì phụ thuộc vào đĩa của các bác. Nên các bác mua những cái đĩa chất lượng thì tiếng sẽ tốt. Còn quan trọng nhất là các bác mua những cái đầu đắt tiền nhưng mà mắt nó mà độc thì khi hỏng thì sẽ không có mặt hay. Còn với những chiếc đầu cỏ mà Xuân Đỉnh thường bán cho các bác thì nó là mắt thông dụng, hỏng thì lại có mắt để thay thì chơi nó mới được bền. Và chơi về những chiếc đầu CD thì khuyến cáo các bác là phải sử dụng thường xuyên. Chứ nếu như mua một năm sử dụng 1-2 lần thì không nên mua đầu CD. Thì hôm nay Xuân Đỉnh sẽ báo giá cho các bác là 4 cái sản phẩm. Ở phía bên trên này nó là cặp Pioneer CS45 hàng tuyển chọn xuất sắc. Loa rất là đẹp, từ cái căng ở bên ngoài luôn. Căng đẹp leng keng. Bát của nó bát 25. Cái màng của nó là màng giấy màu mỡ gà. Và cái màng của loa cũng như tuyến loa thì anh em có thể nhìn thấy rõ là nó cực kỳ là đồng đều và đẹp. Rất đẹp luôn chứ không phải là đẹp theo dạng bình thường. Cái này thì nó gọi là gần như là đẹp như vừa xuất xưởng. Còn tất nhiên thì đồ cũ thì nó cũng vẫn có chảy xước nhưng không đáng kể vì đây là hàng tuyển chọn. Pioneer CS45 thì cặp loa này có kích thước chiều cao là đạt là 70, chiều cao 70, chiều ngang nó là 36-37 và chiều sâu của nó là 30. Loa rất nặng và chất, 3 đường tiếng bass 25. Gân của nó là gân vải lụa zin, màng của nó là màng giấy zin. Và cái màng giấy đặc trưng màu mỡ gà đây. Một trung giấy và một tép giấy. Loa có hai tinh chỉnh trung tép, trở kháng của loa là 8 ohm. Góc cạnh thùng thì đẹp đen kem. Đấy, từ đằng trước đến đằng sau. Đấy, loa bãi nhưng nó đẹp như mới. Ở đây nó gọi thiếu giấy khai sinh. Trở kháng 8 ohm, công suất của nó là 60W một loa. Model của nó là CF45. Dòng này thì các bác ghép với những dòng âm ly Pioneer như Pioneer 7600, 8800 hoặc 8800 mắc đôi, ghép vào những dòng này tiếng ra rất là mềm. Dòng loa nói chung là dòng Pioneer thì nó là dòng thông dụng và đây là dòng phổ thông tại thị trường Việt Nam. Đấy, góc cạnh loa xuất sắc. Cặp CF45 hàng tuyển chọn đẹp leng keng sáu beng. Cửa hàng Xuân Đỉnh đang bán với mức giá là 6.500.000 đồng. Rất đẹp, tuyến loa các bác thấy rõ không? Cực đẹp luôn. Đấy, mức giá là 6.500.000. Còn ở phía đằng sau này thì nó là cặp loa Technic SB8. Thì dòng này nó khá là hiếm. SB6 thì rất là thông dụng vì SB6 này là bass 25. Nhưng sang tới SB8 này thì nó thiết kế là bass 33 và đây là dòng loa Technic mà có cái cấu hình bass to nhất. Thì dòng này nó giống với dòng Technic SBM4. Thì Technic SB8 này nó mà trang bị cho mình cấu hình là 3 đường tiếng bass 33. Của nó là gân mút màng trống, một chung màng trống và một tép màng trống. Đặc biệt là loa chung loa tép thì các bác chỉ cần để ý kiềng loa và từ những con ốc này. Nó còn mới kính quang không có bị han gì gì cả. Loa có hai tinh chỉnh chung tép. Trong này thì nó trở kháng 6 ohm, công suất của nó là 150W một loa. Lỗ thông hơi ở phía đằng trước. Cặp loa này thì có kích thước chiều cao 72, chiều ngang của loa đạt 40 và chiều sâu của loa đạt 34. Loa rất nặng và chất. Cặp này thì nó nếu mà nguyên bản nó thì nó sẽ có một cái e-căng ở bên ngoài, nhưng cặp này của Xuân Đỉnh về thì không có e-căng. Nhưng ngược lại thì với những dòng Technic này thì các bác không nên đợi e-căng vì toàn bộ loa thiết kế đều bằng lưới sắt bọc bên ngoài hết rồi. Đây là thứ nhất là trẻ em thì không chọc được vào rồi. Đấy, chuột mới dán thì cũng không thể vào được nữa. Và để như này thì loa nó mới khoe được cái độ đẹp của loa. Còn cái e-căng của nó thì chắc là bị rớt xuống biển rồi. Loa cực đẹp, tuyến loa đẹp leng keng xuất sắc từ những con ốc. Các cạnh thùng thì có chảy xước nhẹ vì loa này thì nó rất to và rất là nặng. Đây góc cạnh thùng đằng trước đằng sau. Nó gọi chảy xước nhẹ thôi.
À xin lỗi các bác, là dòng này là trở kháng 8 ohm chứ không phải là 6 ohm, 8 ohm. À, công suất của nó là 150W một loa. Series của nó là 135. À, duy nhất chỉ có một cặp và dòng này thì rất dễ phối ghép. Các bác có thể ghép vào những cái dòng âm ly Technic cho đồng bộ cũng được. Ngoài ra thì các bác ghép về những dòng âm ly sơn xui, đờ lông hoặc piano đánh những dòng loa Technic này rất dễ đánh và tiếng rất là hay. Cặp này thì vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình tốt. Và cặp này anh em chơi rất tốt, phòng diện tích 30 đến 40 mét vuông. Hình thức loa của rất là đẹp. Technic SP8, series bên này là 052. Duy nhất chỉ có một cặp. Em tuyển chọn thùng của nó là thùng gỗ lạng luôn nhá. Chứ không phải là thùng xi đầy can hay là thùng gỗ ép gì cả mà thùng gỗ lạng. À, cặp này thì xuất đỉnh bán giá tốt cho các bác. Mức giá chỉ có 8,2 triệu. Technic SP8 còn bình thường nó đủ e căng thì mức giá khoảng tầm 10 triệu. Nhưng là thì cặp này nó không cần e căng nhưng cái tuyến loa thì rất là đẹp. Kể cả đến cái lưới sắt của dòng này cũng không có bị han hay là bị thủng rách gì cả, không móp méo luôn. Đấy. Mức giá cho cặp loa Technic SP8 là 8,5 triệu đồng. SP8. Còn ở đây thì Sơn Đình sẽ quay cho bác về một chiếc đầu CD và 3 chiếc âm ly sân xui 627X. Dòng này thì chiếc đầu CD này là CD của hãng Danon. Model của nó là DCD210. Mặt phay nhôm, màu nó màu lông chuột, nhìn rất là sang trọng. Size của chiếc đầu này là size 43,5. Nó bằng so với những chiếc bằng những dòng âm ly của Danon. Đấy, cái nút cửa ben của nó này. Đấy. Thế dưới này nó sẽ có báo bài cũng như các cái tính năng hoạt động của nó. Hôm nay thì cái mắt của nó mắt thông dụng, không biết là chạy mắt 213 hay là mắt 210 là mắt rất là phổ thông, mắt rất là tốt. Đây là một cái đĩa gọi là xước nham nhở luôn này, đặt vào bán là nó chạy luôn này. Báo bài chạy. Đây là những dòng đầu có mắt phổ thông, còn đâu là các bác muốn sử dụng chất lượng tốt thì các bác chỉ cần mua những đĩa đắt tiền một chút thì các bác nghe về những chiếc đầu rất là hay. Mặt tiền của nó sẽ đẹp xuất sắc, mặt phay nhôm màu lông chuột. Chiếc đầu này thì Sơn Đình bán mức giá là 2 triệu đồng. Đầu CD Đà Nông mức giá là 2 triệu đồng, model của nó là CD210. Đấy, mắt rất tốt, không kén đĩa. Tiếng dòng này cũng rất là hay nhá. Máy thì cái phần nội thất bên trong cũng như vỉ mạch rất là sâu. Đây là đường ra. Trên Japan 100V 10W. Mức giá là 2 triệu đồng cho chiếc đầu CD Đà Nông. Mắt tốt, không kén đĩa, hình thức đẹp. Còn ở phía bên dưới này thì Xuân Đình lại về được 3 chiếc âm ly sân xui 657X. Dòng này thì nó là dòng phổ thông, rất là vừa túi tiền của các bác. Dòng này thì các bác có thể ghép tốt về những dòng loa diatone như những dòng tân. Nói chung là những dòng diatone thì rất hợp với những dòng sân xui. Đấy. Và thứ hai là dòng này thì các bác ghép với những dòng loa bốt, loa GB đánh cũng rất là hay. Và các bác ghép với những dòng Chio 202 mà đánh những dòng sân xui 657X này tiếng rất là phê. Nói chung dòng này thì nó không kén về loa. Sử dụng là 8 số than, công suất 230W. Nó giống đặc như những dòng sân xui 657X đầy cát. Và nó chỉ khác là X đầy cát thì nó có hai cái chỉ vàng hai bên. Và nó có đánh hai cổ loa A cộng B. Còn dòng này thì đánh A, B riêng biệt, trở kháng từ 4 ohm. Đấy, công suất là 230W, chỉnh bát chép đầy đủ trên máy và bên này là các đường vào. Chiếc âm ly 627X này thì cửa hàng Sơn Đình đang bán cho các bác với mức giá là 5,800,000 đồng một chiếc. Còn có một chiếc này nó thiếu một núm này. Đấy. Thiếu một cái phím ở phía bên dưới này. Thực ra cái phím này thì nó vẫn sử dụng được bình thường nhưng mà nó mất rồi, nó vận chuyển nó bị mất. Thì Sơn Đình cũng quay cũng như báo rõ cho các bác. Bác nào mà lấy cái chiếc âm ly này thì Sơn Đình bán rẻ cho các bác. Đấy, thiếu một cái phím này nó cũng không quan trọng, nhưng mà người lại thì để nói về đánh giá về hình thức thì nó sẽ gọi là xấu một tí. Còn đâu là nếu như các bác cẩn thận thì các bác có thể là lấy một cái miếng nhựa màu đen, các bác cắt bằng thì sao bác đạt được đấy được. Còn đâu nó vẫn sử dụng được bình thường. Đấy, thì chiếc âm ly nó thiếu một núm này thì Sơn Đình bán thanh lý cho các bác mức giá 5 triệu đồng 657X, thiếu mất một phím này nhá. Vẫn sử dụng được tốt, tay vẫn sử dụng được bình thường này.
để thiếu một phím, mức giá là 5 triệu. Còn hai chiếc đẹp đầy đủ phím, hoạt động tốt tất cả các tính năng thì mức giá là 5 triệu 8. Hồi gỗ cũng đẹp đang kèm luôn, hồi gỗ piano bóng. Đây, đằng sau thì thông số cho mình sẽ quay cho các bác. Đây, đằng sau đít đáy các bác có thể nhìn thấy rõ này, rất là mới. Thông số của chiếc Omni 6x7x, mức điện 100V, công suất là 230W. Đấy, trở kháng là từ 4 ohm, đánh hai cầu loa AV rất là đẹp. Chiếc hai chiếc đẹp thì mức giá là 5 triệu 8, còn một chiếc thiếu một phím thì mức giá là 5 triệu đồng. Mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ liên hệ cho Xuân Đỉnh theo số điện thoại là 0395 727 582, cũng như địa chỉ để mua hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Tất cả những sản phẩm này cửa hàng Xuân Đỉnh đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.